Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đến thăm, chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, công an quận Liên Chiểu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm về lĩnh vực kinh tế và môi trường trên địa bàn quận. Tính từ ngày 17 tháng 11 năm 2021 đến ngày 21 tháng 12 năm 2021, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã kiểm tra, phát hiện 4 vụ vi phạm tàng trữ, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ và 1 vụ vi phạm về lĩnh vực môi trường. Lãnh đạo quận ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đấu tranh tội phạm của lực lượng công an quận nói chung và đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế nói riêng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Lãnh đạo quận lưu ý trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên lĩnh vực kinh tế sẽ hoạt động mạnh. Vì vậy, bên cạnh công tác tham gia phòng chống dịch, công an quận cần phải đẩy mạnh việc trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.